Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ thường được diễn ra vào tháng 3 hàng năm, thì tiểu mục Sức khỏe cho ngày mới hôm nay sẽ nhắc đến một chủ đề mà nhiều người lao động quan tâm, đó là bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, bác sĩ Nguyễn Thị Trang Đài, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Lâm Đồng. Vâng, thưa chị, người lao động là những người trực tiếp làm ra của cải cho xã hội. Tuy vậy, người lao động lại thường gặp những nguy cơ về tai nạn nghề nghiệp hoặc là những bệnh nghề nghiệp. Chị có thể cho biết những bệnh nghề nghiệp mà người lao động thường gặp phải như thế nào không ạ? Hiện nay trong danh mục là có 30 bệnh bảo hiểm, bệnh nghề nghiệp được chi trả bảo hiểm và chia thành 5 nhóm: bệnh bụi phổi và phế quản. Nhóm thứ hai là các bệnh nhiễm độc về nghề nghiệp. Nhóm thứ ba là các bệnh về da nghề nghiệp. Nhóm thứ tư là các bệnh do yếu tố vật lý và nhóm thứ năm là các bệnh do nhiễm khuẩn. Trong đó thì có những bệnh hay gặp như là bệnh điếc do tiếng ồn, bệnh bụi phổi than, bệnh bụi phổi than nghề nghiệp, bệnh viêm gan virus do nghề nghiệp. Vâng, thưa chị, như vậy thì những biện pháp nào để bảo vệ sức khỏe cho người lao động cần được thực hiện, chị có thể cho biết được không ạ? Nếu như mà những điều kiện để bảo vệ sức khỏe người lao động thì đầu tiên là đối với nhà tuyển dụng. Khi tuyển dụng thì chúng ta phải khám cho người lao động. Cái thứ hai là phải khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp. Và tiếp theo là chúng ta phải đo môi trường lao động. Khi mà đo môi trường lao động xong thì chúng ta sẽ có những biện pháp như là biện pháp kỹ thuật công nghệ, thì chúng ta sẽ tự động hóa môi trường lao động và hạn chế cho người lao động tiếp xúc những chất độc nhiều. Tiếp theo là biện pháp vệ sinh, như là chúng ta cải tạo môi trường lao động, đặt thêm những thông gió. Chúng ta phải trang bị phòng hộ cá nhân cho người lao động để người ta tự biết bảo vệ mình, như là nút tay chống ồn hoặc là mặt nạ. Tổ chức lao động khoa học để cho người lao động nắm bắt những vấn đề như là mình cần phải làm và để tự bảo vệ bản thân mình. Hiện nay người lao động làm việc trong các môi trường độc hại thì người sử dụng lao động là họ cũng không có quan tâm nhiều đến người lao động. Vì vậy là chúng tôi đi kiểm tra, vì sẽ nhắc nhở đôn đốc người sử dụng lao động là có những biện pháp khắc phục kịp thời, phải chấn chỉnh cái môi trường lao động để tạo điều kiện cho người lao động làm việc trong một môi trường an toàn. Vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động có thể là cấp tính hoặc mãn tính, và trong trường hợp nào thì cũng rất nguy hiểm đối với sức khỏe của người lao động. Vì vậy, hãy cùng chung tay để bảo vệ sức khỏe của người lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và tích lũy của cải cho xã hội. Và với riêng người lao động thì cũng tự tìm ra những biện pháp để có thể tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Sức khỏe cho ngày mới của chúng tôi hôm nay. Trong lịch sử Việt Nam, ngoài Lý Thường Kiệt, có lẽ chỉ có Hoàng Ngũ Phúc là tướng xuất thân từ Hoạn Quan, có tài kim văn võ và có nhiều quân công nhất. Tuy nhiên, do thành tích của ông chỉ trong nội chiến, còn Lý Thường Kiệt lập công trong chống ngoại xâm nên Lý Thường Kiệt nổi tiếng hơn ông.